Tạm dùng drone thăm dò vài giờ trước khi ám sát hụt ông Trump. Nga lên tiếng sau khi Thủ tướng Anh mời ông Zelensky họp nội các. NATO cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài 10 năm. Hàng loạt tỷ phú công nghệ đang khuyên góp tiền cho ông Trump tranh cử sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị theo dõi. Unusual mới đây dẫn lời các quan chức hành pháp Mỹ giấu tên tiết lộ, Thomas Matthew Crofts, nghi phạm nổ súng nhằm vào cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 7, đã điều khiển thiết bị bay không người lái drone di chuyển theo hành trình được vạch sẵn để thăm dò Butler Farm Show, nơi tổ chức cuộc meeting cuối tuần trước. Trước đó, Thomas Crofts đã đến khu vực gần khu hội trợ được sử dụng cho sự kiện vận động tranh cử vào ngày mùng 7 tháng 7 và dường như đã thực hiện cuộc thám thính khác vào sáng ngày xảy ra vụ tấn công. Theo dữ liệu định vị tìm thấy trên một trong hai chiếc điện thoại di động của đối tượng, thông tin càng cho thấy những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng dẫn đến vụ ám sát hụt ông Donald Trump. Hàng loạt cuộc điều tra đang được giới chức Mỹ tiến hành nhằm xác định vì sao Crocs có thể trèo lên nóc nhà chỉ cách sân khấu 120 m và khai hỏa nhiều phát đạn vào chiều tối 13 tháng 7, khiến ông Trump bị thương ở tai và làm một dân thường thiệt mạng, hai người bị thương nặng. Drone chỉ là một trong những biện pháp giúp Crocs lên kế hoạch ám sát. Nghi phạm bắt đầu nghiên cứu Butler Farm Show ngày 3 tháng 7, ngay sau khi chiến dịch tranh cử của ông Trump thông báo sẽ tổ chức sự kiện ở đây. Crocs đăng ký tham dự sự kiện ngày 7 tháng 7 và đến khu nông trại vài ngày sau đó. Nhóm quan chức giấu tên nói rằng nghi phạm mang theo hai quả bom tự chế có khả năng kích nổ từ xa khi tiếp cận Butler Farm Show ngày 13 tháng 7. Các nhà điều tra đã tìm thấy chất nổ, áo chống đạn và ba hộp tiếp đạn 30 viên cho súng trường trong xe của Crocs đậu gần hiện trường, cho thấy người này muốn gây thiệt hại và thương vong đáng kể. Theo các quan chức, trong những tháng gần đây, Crocs đã nhận được một số biêu kiện được gửi đến nhà mình có ghi chú là vật liệu nguy hiểm. Đối tượng đã tìm kiếm trên mạng những món đồ trên vào ngày diễn ra các cuộc meeting của ông Trump, nhưng cũng tìm kiếm thông tin về Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng tới và Tổng thống Biden cung cấp một loạt manh mối hỗn hợp khiến các nhà điều tra bối rối trong việc xác định nhân vật này đi theo đảng phái chính trị nào. Theo AP, người ta phát hiện trên điện thoại của Crooks có chứa ảnh của cựu tổng thống Đảng Cộng hòa, tổng thống Joe Biden và các quan chức khác. FBI cũng tìm thấy các tìm kiếm thông tin bất thường về rối loạn trầm cảm nặng trong lịch sử truy cập. Tỷ phú công nghệ Elon Musk cuối tuần qua đã công khai ủng hộ ông Trump. Theo báo The Wall Street Journal, ông Musk đã cam kết quyên góp tới 1 tỷ đô la Mỹ cho một ủy ban hành động chính trị mới có tên America PAC, hậu thuẫn cựu tổng thống. Động thái này làm nổi bật tầm ảnh hưởng của ông trùm công nghệ đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số tỷ phú của Bloomberg với tổng giá trị tài sản ròng là 263,6 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ông Musk luôn tự nhận là cá nhân độc lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường đầu năm nay, ông từng tuyên bố sẽ không tài trợ cho ứng cử viên tổng thống nào. Tuy nhiên, tin tức gần đây cho biết, ông Trump và tỷ phú Musk đã có các cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Việc tỷ phú này bơm tiền vào đúng thời điểm ông Trump đã vượt qua đối thủ của Đảng Dân Chủ, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc gây quỹ với sự giúp đỡ của các tài phiệt phố Wall, lãnh đạo doanh nghiệp giàu có. Tháng trước, tỷ phú đầu tư công nghệ David Sachs đã đồng ý tổ chức một buổi gây quỹ cho ông Trump tại tư dinh ở San Francisco và phát biểu trước đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa RNC hôm 15 tháng 7. Giới phân tích nhận định đối với những tỷ phú công nghệ đang mạnh tay chi tiền cho ông Trump tái tranh cử, rất có thể đó không phải là cơn sốt cuồng nhiệt đột ngột đối với phe bảo thủ hay phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại MAGA do chính khách Cộng hòa này khởi xướng. Nói cách khác, không phải các tỷ phú yêu thích ứng viên tổng thống Trump, mà họ thực sự không ưa Lina Khan, quan chức phụ trách chống độc quyền hàng đầu của tổng thống Biden và Gary Gensler người được mệnh danh là cảnh sát phố Wall và không giấu giếm sự thiếu thiện cảm với tài sản kỹ thuật số. Trong quá khứ, cựu Tổng thống Trump đã không thể hiện nhiều tình cảm với những người làm công nghệ, chủ sở hữu của các công ty truyền thông xã hội bị ông từ lâu cáo buộc có thành kiến chống phe bảo thủ, đặc biệt sau khi một vài trong số họ đã ra lệnh đình chỉ tài khoản mạng xã hội của ông tiếp sau vụ những người biểu tình quá khích gây bạo loạn trên đồi Capitol nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, dòng tiền ủng hộ của giới công nghệ đổ về gần đây, một phần được thúc đẩy nhờ việc ông Trump, chọn nhà đầu tư mạo hiểm 39 tuổi làm phó tướng, dường như đã làm dịu đi một số quan điểm bài công nghệ của cựu lãnh đạo nhà trắng. Một siêu PAC cho phép Đảng Cộng hòa có lợi thế lớn về tiền mặt để chi cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Theo Bloomberg, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang trên đà trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử. Trong số các tổ chức bên ngoài ủng hộ ông Trump, America PAC là tổ chức chi nhiều nhất cho việc liên hệ trực tiếp với cử tri. Hồ sơ liên bang cho thấy cho đến nay họ đã chi 15,8 triệu đô la Mỹ, trong đó 13,1 triệu đô la Mỹ dành cho các hoạt động thực địa. Nhóm này cũng đã chi tiền cho các hoạt động truyền thông kỹ thuật số, nhắn tin và gọi điện thoại để tiếp cận cử tri. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18 tháng 7 đã được chẩn đoán mắc COVID-19 và sẽ trải qua vài ngày làm việc từ xa tại dinh thự của mình ở Delaware. Trong khi đó, áp lực lên ông Biden đã bắt đầu gia tăng trở lại sau một thời gian tạm lắng ngắn ngủi giữa vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Những thành viên Đảng Dân Chủ hàng đầu hiện đang nói về nhu cầu thay thế ông Biden trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng. Đáng chú ý, Tổng thống Biden trước đó đã nói rằng lý do duy nhất khiến ông đồng ý rút khỏi cuộc đua là nếu sức khỏe của ông không tốt. Theo tờ Investia của Nga, ngay sau khi ông Biden đến Delaware, có nhiều thông tin nổi lên cho rằng chẩn đoán nhiễm COVID có thể là tiền đề để chuẩn bị cho thông báo rút lui của Tổng thống. Còn khoảng 110 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nơi Đảng sẽ bầu ra ứng cử viên tranh cử Tổng thống, chỉ còn một tháng nữa. Đảng này cần tìm ra một chiến lược trước khi hết thời gian, và có vẻ như Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên tốt nhất của họ để tranh cử Tổng thống. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin cựu Tổng thống Barack Obama, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cho bà Harris, tin rằng ông Biden có thể cân nhắc đến khả năng ứng cử của mình. Ông Dmitry Suslov, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện châu Âu và quốc tế tại trường kinh tế cao cấp HSE có trụ sở tại Moscow lưu ý, việc rút khỏi chiến dịch vì COVID-19 sẽ giúp Tổng thống Biden giữ thể diện. Chuyên gia này nêu quan điểm, ít nhất đây cũng là một nỗ lực nhằm kéo dài thời gian hoặc thậm chí chuẩn bị cơ sở cho khả năng ông Biden rút khỏi cuộc đua Tổng thống. Chuyên gia Suslop kết luận, có thể thấy áp lực mà Tổng thống Biden đang phải đối mặt dường như đã có tác động. Chúng ta đều biết rằng COVID-19 có thể gây ra các biến chứng, đặc biệt là ở người cao tuổi. Đây có lẽ là lý do mà ông Biden sẽ viện dẫn. Vì vậy, ông ấy sẽ rút lui vì sự bất khả kháng này, chứ không phải vì những vấn đề trước đó. Rút lui dưới áp lực sẽ mất mặt, nhưng việc rút lui sau một thời gian điều trị do COVID-19 là một bước đi có ý nghĩa hơn nhiều về mặt hình ảnh mới đây ông Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tái tranh cử của mình bất chấp mọi áp lực bởi ông lo ngại rằng việc từ chức có thể khiến Đảng Dân Chủ phải trả giá đắt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Theo Reuters, đến nay, 35 trong số 264 đảng viên Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ đã công khai kêu gọi ông Biden kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Thượng nghị sĩ bang Ohio, Stuart Brown, thành viên Đảng Dân Chủ, ngày 19 tháng 7 viết trên mạng xã hội X rằng Tôi nghĩ Tổng thống nên kết thúc chiến dịch tranh cử. Thượng nghị sĩ dân chủ Martin henrich ở bang New Mexico cùng ngày kêu gọi ông Biden bước sang một bên vì lợi ích của đất nước. Bốn hạ nghị sĩ dân chủ Jay Hoffman, Mark Vesey, Jesus Garcia và Mark Pocan ra tuyên bố chung với nội dung tương tự cho rằng đảng này phải đối diện với thực tế rằng mối lo ngại của công chúng về sức khỏe của ông Biden đang ảnh hưởng tới khả năng chiến thắng của ông. Trước đó trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo Đảng Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer, ông Schumer đã bày tỏ sự quan ngại về viễn cảnh thất bại của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11. Nguồn tin của ABC cho biết, ông Schumer cho rằng sẽ tốt hơn cho đất nước và Đảng Dân chủ nếu Tổng thống Biden dừng chiến dịch tái tranh cử. Ông Schumer cũng thảo luận về kết quả khảo sát gần đây và những khó khăn mà Tổng thống đang phải đối mặt. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại hạ viện, Hakim Jeffries cũng được cho là đã gửi tới tổng thống Biden thông điệp tương tự. Cùng ngày, nghị sĩ Adam Schiff cũng kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc tranh cử. Ông Schiff là người từng giữ chức chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện và được coi là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong Đảng Dân chủ. Ông Schiff nói, "Tổng thống Joe Biden là một trong những người để lại nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhưng chúng ta đang ở một thời điểm nhất định, tôi có những quan ngại nghiêm túc về khả năng chiến thắng của tổng thống trước ứng viên Donald Trump." Ông Skip nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào tổng thống Biden, nhưng việc truyền ngọn đuốc cho người tiếp theo sẽ giúp ông Biden bảo đảm di sản của mình. Tính đến tối 19 tháng 7, đã có thêm 13 nghị sĩ Đảng Dân chủ, bao gồm hai thượng nghị sĩ và 11 hạ nghị sĩ, đề nghị ông Biden ngừng tranh cử. Đây là con số lớn nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện những lời kêu gọi như vậy vào ngày mùng 2 tháng 7. Tổng cộng đã có 35 nghị sĩ dân chủ muốn tổng thống Mỹ rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Bên cạnh đó, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác của Đảng Dân chủ đã thúc đẩy ông Biden làm như vậy sau hậu trường, theo các nguồn tin và báo cáo của các phương tiện truyền thông. Những lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông Biden thể hiện không tốt trong cuộc tranh luận trực tiếp với ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump vào hôm 27 tháng 6. Tại sự kiện, ông thường do dự nói vấp, có lúc không diễn đạt được hết ý, khiến lo ngại về việc ông không đủ khả năng đảm đương tiếp nhiệm kỳ 2 gia tăng. Tuy nhiên, Vị tổng thống 81 tuổi vẫn tỏ ra cứng rắn và cho biết sẽ sớm tiếp tục cuộc đua. Tổng thống Mỹ tuyên bố, tôi mong muốn được quay trở lại chiến dịch tranh cử vào tuần tới để tiếp tục vạch trần mối đe dọa từ chương trình nghị sự dự án 2025 của ông Donald Trump, đồng thời bảo vệ thành tích của bản thân và tầm nhìn mà tôi có cho nước Mỹ. Hiện ông Biden phải cách ly tại nhà riêng ở bang Delaware vì mắc Covid-19 và tạm ngừng các sự kiện tranh cử trong vài ngày. Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Biden, bà Jen O'Malley Dillon, thừa nhận rằng ông đang phải đối mặt với chặng đường khó khăn. Song bà cho biết sự ủng hộ dành cho ông Biden không giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos đầu tuần này cho thấy ông Biden và ông Trump về cơ bản ngang nhau trên toàn quốc. Dù vậy, các chiến lược gia từ cả hai đảng đều cho rằng con đường dẫn đến chiến thắng của ông Biden đang thu hẹp lại khi ông bị tụt lại ở hầu hết các bang chiến trường. Mới đây, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa tuyên bố ông sẽ trở thành một tổng thống cho toàn thể người dân Mỹ. Theo hãng tin AP, câu nói trên thường được tổng thống Mỹ Biden dùng để chống lại ông Trump. Cựu tổng thống thường bị chỉ trích gây chia rẽ nước Mỹ thành phe những người ủng hộ ông và ở phía ngược lại là kẻ thù. Tại Đại hội, ông Trump chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa để trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 với đối thủ chính là tổng thống Mỹ đương nhiệm Biden của Đảng Dân chủ. Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ sau vụ bị ám sát hụt bằng súng tại thành phố Butler, bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7 vừa qua, cựu tổng thống Trump nhấn mạnh thông điệp đoàn kết, khẳng định ông đang tranh cử để trở thành tổng thống cho toàn bộ nước Mỹ, chứ không phải cho một nửa nước Mỹ, bởi không có chiến thắng nào chỉ dành cho một nửa nước Mỹ. Đề cập đến vụ việc vừa qua, ông cho rằng sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ cần phải được chữa lành. Ông Trump khẳng định, đảng của ông phải giải cứu nước Mỹ khỏi sự lãnh đạo thất bại của Tổng thống Mỹ Biden. Chúng ta đang thấy một sự lãnh đạo hoàn toàn kém cỏi. Ông Trump mô tả về chính quyền của ông Biden, đối thủ dự kiến của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Ông cũng chỉ trích hàng loạt vấn đề như lạm phát, khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp và cách Mỹ ứng phó với nhiều xung đột toàn cầu. Ông cũng một lần nữa lặp lại rằng hai cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu và Trung Đông đã không xảy ra nếu ông nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ, song không đề cập ông làm thế nào để ngăn chặn một trong hai cuộc chiến. Về vấn đề kinh tế, ông chủ thứ 45 của nhà trắng chỉ rõ, nếu tái đắc cử, ông sẽ chấm dứt quy định về xe điện trong ngày đầu tiên nhậm chức, không cho phép xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô ở Mexico, Trung Quốc để mang lại việc làm cho người dân Mỹ. Ông cam kết chấm dứt lập tức cuộc khủng hoảng lạm phát, giảm lãi suất, đồng thời nhấn mạnh trung tâm của kế hoạch cứu trợ kinh tế là giảm thuế mạnh mẽ cho người lao động. Trong bài phát biểu nhận đề cử Đảng Cộng hòa mới đây, Ông Donald Trump một lần nữa cho rằng các cuộc giao tranh bên ngoài lãnh thổ Mỹ sẽ không xảy ra nếu ông đang là tổng thống Mỹ. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bài phát biểu dài 90 phút, bài phát biểu dài nhất trong lịch sử Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa. Bài phát biểu trên cũng đã khép lại sự kiện kéo dài 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, nơi cựu tổng thống được chào đón nồng nhiệt. Ứng viên phó tổng thống của ông, thượng nghị sĩ James David Vance cũng tỏ ra đồng tình với tuyên bố của cựu tổng thống. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng xung đột sẽ không xảy ra nếu ông thắng cử vào năm 2020. Ông cũng tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu quay trở lại Nhà Trắng, tuy nhiên không đưa ra được giải pháp cụ thể. Tôi biết rất rõ về ông Zelensky và tôi cũng biết rất rõ về ông Putin. Tôi đã có mối quan hệ rất tốt với cả hai người họ. Tôi sẽ nói với ông Zelensky rằng ông sẽ phải thực hiện một thỏa thuận Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu ông không thực hiện một thỏa thuận, chúng tôi sẽ cho ông ấy, từ ông Zelensky, nhiều thứ. Chúng ta sẽ mang đến cho họ nhiều hơn những gì họ từng có nếu chúng ta phải làm. Tôi sẽ hoàn tất thỏa thuận trong một ngày, ông Trump từng chia sẻ. Ngay sau đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19 tháng 7, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông có một cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Trump kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021. Cựu Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, thậm chí cả trước khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Ông Trump cho biết, với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Cả hai bên sẽ có thể đến với nhau và đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng, ông Trump tuyên bố. Ông Trump nói rằng Tổng thống Zelensky đã chúc mừng ông trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và lên án vụ ám sát ông vào tuần trước. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng xã hội X rằng ông và cựu Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về tầm quan trọng sống còn của sự hỗ trợ từ lưỡng đảng và lưỡng viện Mỹ đối với Ukraine. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng các nhà lãnh đạo đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp cá nhân trong tương lai để thảo luận về hòa bình với Nga. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow không loại trừ khả năng đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa đến Đức, theo đài RT cho biết. Ông Ryabkov bình luận về tuyên bố chung của Mỹ và Đức công bố hôm 10 tháng 7 rằng Washington sẽ bắt đầu triển khai các loại vũ khí tầm xa bao gồm tên lửa tiêu chuẩn 6 SM-6, tên lửa hành trình Tomahawk và vũ khí siêu vượt âm đến Đức theo từng đợt vào năm 2026. Ông Ryabkov nói khi được hỏi liệu Nga có triển khai tên lửa hạt nhân để đáp trả kế hoạch của Mỹ và Đức hay không, tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow cần phải hiệu chỉnh phản ứng phù hợp với sức mạnh kết hợp của các nước trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Do đó, Nga không nên áp đặt bất kỳ rào cản nội bộ nào liên quan đến việc triển khai cái gì, ở đâu và khi nào. Ông Ryabkov nói thêm, có rất nhiều lựa chọn, không phải là đe dọa bất kỳ ai, mà là tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để ứng phó với những thách thức đang thay đổi. Ông Vauterson, cựu quan sát viên chính trị và quân sự của lực lượng vũ trang Thụy Điển, tin rằng Nga có thể bắt đầu đáp trả bằng cách triển khai các tên lửa lưỡng dụng mới ở khu vực Kaliningrad và có thể cả ở Belarus. Nhà quan sát nhận định điều này có thể được tiếp nối bằng việc bố trí các tên lửa chiến đấu của Nga tại các quân khu Moscow và Leningrad mới được tái lập gần đây. Chuyên gia nói thêm, các lựa chọn khác sẽ là triển khai tên lửa mới ở Viễn Đông và biến Alaska và có thể cả bờ biển phía tây nước Mỹ trở thành mục tiêu của tên lửa tầm trung của Nga. Theo ông Watterson, một khả năng khác bao gồm triển khai tên lửa tầm trung ở phía nam châu Âu và gần Mỹ nếu Nga có thể đạt được thỏa thuận với một hoặc nhiều đồng minh truyền thống ở Bắc Phi hoặc Caribe. Nhà quan sát quốc phòng Thụy Điển cho biết, một bước đi rõ ràng hơn đối với Moscow là biến Đức trở thành mục tiêu quan trọng hơn nhiều của tên lửa Nga trong tương lai. Ông cho biết đây là viễn cảnh mà một số đảng ở Đức đã nêu ra khi họ phản đối kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ. Ông Vanterson cảnh báo rằng dù cuối cùng Nga hành động như thế nào, rủi ro lớn từ động thái của Mỹ và phản ứng đáp trả của Nga sẽ nảy sinh từ việc giảm thời gian bay của các tên lửa tầm trung đặt gần biên giới của nhau. Điều này làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ một trong hai bên sẽ đưa ra quyết định vội vàng. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa mới của Mỹ ở Đức làm tăng khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang và có thể gây ra sự leo thang không thể kiểm soát. Đại sứ Antonov chỉ trích việc triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tới Đức là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc tế và sự ổn định chiến lược. tờ New York Times mới đây đưa tin châu Âu đang xem xét cách xây dựng quân đội của họ không phụ thuộc vào Mỹ cụ thể các quan chức và nhà phân tích nato cho biết châu âu cần phải làm nhiều hơn nữa để bớt phụ thuộc vào mỹ điều đó bao gồm cam kết chi tiền nhiều hơn cho quốc phòng xây dựng năng lực sản xuất vũ khí và phối hợp mua các hệ thống vũ khí có thể thay thế những hệ thống hiện chỉ do mỹ cung cấp tuy nhiên new york times cho rằng sẽ có bốn lỗ hổng chính mà châu âu cần lấp đầy nếu họ thực sự muốn giảm sự phụ thuộc vào mỹ để đảm bảo quốc phòng cho chính mình thứ nhất là vấn đề tài chính 10 năm sau khi các thành viên NATO cam kết chi 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng, 2 phần 3 thành viên sẽ đạt được mục tiêu như vậy vào cuối năm nay, nhưng 1 phần 3 trong số các nước NATO sẽ không làm như vậy. Thứ hai là về quân số. Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ, mà còn cả ở sự mất cân bằng giữa quân chiến đấu và bộ phận hậu cần của quân đội châu Âu, dẫn đến tình trạng thiếu hụt binh sĩ có kỹ năng về chiến tranh công nghệ cao. Thứ ba là các yếu tố chiến lược bao gồm phòng không và tên lửa tích hợp, pháo binh và tên lửa chính xác tầm xa, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay vận tải chở quân và thiết bị hạng nặng như xe tăng, máy bay giám sát trên không, thiết bị bay không người lái hiện đại và vệ tinh tình báo. Thứ tư là chiếc ô hạt nhân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng lợi ích của nước này có chiều hướng châu Âu. Nhưng học thuyết hạt nhân của Pháp hoàn toàn mang tính quốc gia và hiện tại Pháp không tham gia vào các kế hoạch hạt nhân của NATO liệu Pháp có sẵn sàng đưa các tài sản hạt nhân ra khỏi nước Pháp không? Tương tự như Anh, nước chỉ sở hữu một lực lượng gian đe hạt nhân trên tàu ngầm và đang gặp khó khăn trong việc tài trợ cho quá trình hiện đại hóa. Theo đài RT của Nga mới đây đưa tin, bà von der Leyen, người vừa tái đắc cử vị trí chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, đã công bố chương trình chính trị mà bà dự định thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 5 năm. Tôi sẽ khởi động một kỷ nguyên mới về quốc phòng và an ninh của châu Âu, Hòa bình ở châu Âu đã bị phá vỡ bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Khoản đầu tư tốt nhất và an ninh của châu Âu là đầu tư vào an ninh của Ukraine. Công việc của chúng tôi trong 5 năm tới sẽ tập trung vào việc xây dựng một liên minh phòng thủ châu Âu thực sự. Đài RT dẫn lời bà von der Leyen. Trước đó, Đài RT cho biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất ý tưởng biến EU thành một liên minh quốc phòng. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, việc liên minh châu Âu, EU thúc đẩy thành lập liên minh phòng thủ châu Âu, có nghĩa là khối này đang hướng tới sự đối đầu. Ý tưởng này là bằng chứng cho thấy EU đang tìm cách gia tăng căng thẳng tình hình an ninh. Điều đó cũng báo hiệu sự thay đổi ưu tiên của EU nhằm tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực quân sự. Các nước châu Âu nói chung đang thúc đẩy quân sự hóa, gia tăng căng thẳng, đối đầu và phụ thuộc vào các phương pháp đối đầu trong chính sách đối ngoại của họ. Ông Peskov tuyên bố. Ông Peskov nhấn mạnh, Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong EU. Ông nhắc lại rằng hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trong tình huống mà các nước EU đã loại trừ mọi khả năng đối thoại và tính đến mối quan ngại của Nga. Dưới sự điều hành của bà von der Leyen, EU đã coi viện trợ quân sự cho Ukraine là một trong những ưu tiên của khối, vượt qua Mỹ để trở thành bên viện trợ nhiều nhất cho Kiev, với nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau lên tới gần 108 tỷ euro, tương đương 118 tỷ đô la Mỹ. Nga đã lên án về phương Tây ủng hộ Kiev cảnh báo điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Washington đăng tải thông tin rằng lực lượng vệ binh quốc gia Nga Rosgvardia, một cơ quan an ninh có nhiệm vụ bảo vệ chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin khỏi các mối đe dọa nội bộ và bảo vệ một số cơ sở hạ tầng quan trọng đã đệ trình một dự thảo luật giải thích rằng ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nga cần có quyền mang theo vũ khí, bao gồm súng lục, súng trường tấn công, súng tiểu liên và súng máy để tăng cường bảo vệ và an ninh cho các cơ sở hạ tầng của Nga. Theo tờ Newsweek của Mỹ, các hãng tin Nga, RBC, Izvestia và Argumenti Nedeli cũng như phiên bản tiếng Nga của tờ The Moscow Times đồng loạt đưa tin rằng Rosgvardia đã tham khảo một tài liệu của chính phủ Nga khuyến nghị rằng các lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Nga nên được trang bị vũ khí. Cổng thông tin báo chí của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết thêm rằng đề xuất này sẽ cho phép Ngân hàng Trung ương Nga đảm bảo việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng và nhân sự của ngân hàng này tại các khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát. Dự thảo luật đề xuất cho phép các phó chủ tịch, cố vấn của họ, giám đốc và phó phòng ban được mang theo súng lục và súng tiểu liên. Dự thảo luật nêu rõ rằng lực lượng bảo vệ và nhân viên thuộc các phòng ban tham gia thu tiền mặt và luân chuyển vũ khí tại các cơ sở của Ngân hàng Trung ương Nga sẽ được cấp súng trường tấn công và súng máy nếu dự luật được thông qua. Truyền thông Nga đưa tin, Ngân hàng Trung ương Nga có 3 phó chủ tịch thứ nhất và 9 phó chủ tịch. Hiện tại, chỉ có nhân viên an ninh tại Ngân hàng Trung ương Nga như những người vận chuyển tiền mới có quyền mang vũ khí. Tuy nhiên, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga, Thống đốc Envira Nabiulina, người được công nhận rộng rãi vì đã lèo lái nền kinh tế Nga vượt qua sự hỗn loạn do bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu do cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, lại không có tên trong danh sách những người có thể được cung cấp vũ khí. Theo truyền thông Nga, vũ khí được cấp cho các lãnh đạo ngân hàng có thể là súng lục Makarov, Yarigin và Glock, cũng như súng tiểu liên Ket, VTS và Kiparis. Nhiều phiên bản khác nhau của súng trường tấn công Kalashnikov cũng có thể được cấp, nhưng không một hãng tin Nga nào cho biết khi nào đề xuất này có thể có hiệu lực. Cũng mới đây, hãng tin RT dẫn thông cáo của FSB viết các nhân viên của họ đã bắt giữ một nghi phạm đang có hành vi chuẩn bị thực hiện vụ tấn công khủng bố bằng thiết bị nổ tự chế nhằm vào một trạm xe buýt ở thành phố Essentuki của Nga. Thông cáo của FSB viết, đối tượng bị bắt giữ lần này là người nhập cư tới từ một nước Trung Á và là thành viên tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Người này đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công theo mệnh lệnh của IS. Sau khi hoàn tất vụ tấn công, người đàn ông này sẽ tới Syria để gia nhập IS. Theo RT, vụ bắt giữ thành viên khủng bố IS trên diễn ra chỉ một tuần sau khi lực lượng an ninh Nga đập tan một vụ tấn công nhằm vào giáo đường ở thành phố Maykop thuộc Cộng hòa Adygea của Nga. Theo đài RT, mới đây, Đại sứ quán Nga tại London kêu gọi chính phủ Anh không nên hỗ trợ Ukraine vì sẽ dẫn tới phương hại đến công việc nội bộ của chính mình. Đại sứ quán Nga đưa ra phát ngôn trên sau khi tân thủ tướng Anh Keir Starmer mời Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp nội các Anh, một vinh dự hiếm hoi đối với một lãnh đạo nước ngoài. Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Ukraine rằng Anh sẽ làm nhiều hơn trong những tháng tới để giúp nước này đối phó với Nga, bao gồm một hiệp ước hỗ trợ xuất khẩu quốc phòng mới để giúp Kiev tăng nguồn tài chính xuất khẩu. Thủ tướng Starmer tuyên bố Ukraine đang và sẽ luôn là trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính phủ hiện nay và vì vậy, thật phù hợp khi Tổng thống Zelensky sẽ có bài phát biểu mang tính lịch sử trước nội các. Ông nhấn mạnh, cùng với các đối tác châu Âu, chúng tôi đã gửi một thông điệp rõ ràng tới những bên đang giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt. Chúng tôi sẽ không cho phép hạm đội tàu hoạt động trong bóng tối của Nga và số tiền tạo ra từ đó đi qua các vùng biển châu Âu và đe dọa an ninh của chúng tôi. Đáp lại, đại sứ quán Nga cảnh báo rằng sự ủng hộ của anh cho Ukraine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và tình hình thực tế tại Ukraine. Theo tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Anh rằng, bất kể các quan chức nói gì, đây không phải là về việc đầu tư vào an ninh châu Âu, mà là về việc góp phần kéo dài xung đột và tàn phá Ukraine hơn nữa. Phía Nga cũng chỉ trích ông Stammer vì những bình luận liên quan vị trí của Ukraine trong chương trình nghị sự của chính phủ Anh, cho rằng việc Thủ tướng Anh tập trung vào chính sách đối ngoại sẽ gây bất lợi cho các vấn đề nội bộ của đất nước trong các lĩnh vực như di cư, kinh tế, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Cách đây ít hôm, anh đã công bố lệnh trừng phạt 11 tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu của Nga. Anh là nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022. Ông Stammer tái khẳng định cam kết của London với Kiev sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử đầu tháng này. Các biện pháp mới mà chính phủ Anh sẽ thực hiện để đối phó với đội tàu trong bóng tối của Nga bao gồm việc chia sẻ dữ liệu trên mạng của các tàu chở dầu cũ để có thể xác định được từng tàu tham gia và thực hiện hành động chống lại những tàu đó. Hiệp ước hỗ trợ xuất khẩu quốc phòng sẽ giúp Ukraine thu được 3,5 tỷ bảng Anh tương đương 4,5 tỷ đô la Mỹ tài chính xuất khẩu để phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng của cả Anh và Ukraine. Tuần trước, Thủ tướng Stammer tái cam kết sẽ cung cấp 3 tỷ bảng Anh mỗi năm hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến năm 2030, 2031 và xa hơn nữa nếu cần. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Anh đã viện trợ cho Ukraine hơn 12,5 tỷ bảng Anh, tương đương 16,2 tỷ đô la Mỹ. London và Kiev cũng đã ký một thỏa thuận khung hôm 19 tháng 7, bao gồm khoản tín dụng 2 tỷ bảng Anh, tương đương 2,6 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine. Ông Zelensky là chính khách nước ngoài đầu tiên được ông Stammer đón tiếp chính thức tại văn phòng thủ tướng ở số 10 phố Downing, kể từ khi ông nhậm chức đầu tháng này. Tổng thống Ukraine cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước nội các Anh kể từ lần phát biểu gần nhất là vào năm 1997 của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Theo Kiev Independent, ông Jens Stoltenberg, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký NATO vào tháng 10 tới, đã cảnh báo phương Tây phải chuẩn bị cho kịch bản xung đột Ukraine kéo dài 10 năm. Ông Stoltenberg cho biết, chúng ta phải thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine đồng thời cam kết hỗ trợ Kiev trong thời gian dài đây là cách nhanh nhất để chấm dứt xung đột phía nga đang đội phương tây mệt mỏi và dừng hỗ trợ Ukraine nên chúng ta phải tiếp tục trước đó ông Stoltenberg đã liên tục kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh liên minh có nguy cơ trở nên bất đồng quan điểm nhiều quốc gia thành viên bao gồm Slovakia và Hungary đã đặt câu hỏi về cam kết của NATO trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến, thay vào đó kêu gọi một thỏa thuận hòa bình. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên sáng giá của Đảng Cộng Hòa, cũng khẳng định rằng ông sẽ chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức nếu giành chiến thắng vào tháng 11, đề cập tới những điều khoản có thể khiến Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Khi được hỏi liệu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump có thể khiến tài trợ cho NATO giảm đi hay không, ông Stoltenberg trả lời rằng điều đúng đắn cần làm là đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng của chính chúng ta. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây ở Washington, liên minh đã làm rõ con đường không thể đảo ngược của Ukraina đối với NATO bằng cách nhấn mạnh các cam kết hiện tại đối với Kyiv là cầu nối để Ukraina trở thành thành viên. Liên minh NATO đã công bố kế hoạch tài trợ trị giá hơn 40 tỷ đô la Mỹ cho Kyiv, đồng thời lập một căn cứ mới tại Đức để huấn luyện binh lính Ukraina. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina ông Oleksandr Shishky mới đây tuyên bố quân đội nước này gần đây đã phá hủy một tổ hợp S-300 của Nga đặt ở tỉnh Donetsk. Bản thông cáo được ông Shishky đăng trên mạng xã hội Facebook cho thấy cuộc tập kích hệ thống S-300 diễn ra thuận lợi là kết quả chung từ các đơn vị tên lửa và một số lực lượng khác của quân đội Ukraine. Ông Shishky viết, tôi gửi lòng biết ơn của bản thân tới những người lính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tác chiến. Các báo cáo tình báo xác nhận trạm radar và nhiều bệ phóng của tổ hợp phòng không S-300 Nga bị phá hủy. S-300 là họ hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do tổ hợp NPO Anmas nghiên cứu phát triển, được liên số triển khai lần đầu vào cuối những năm 1970. Ban đầu, S-300 được sử dụng để đánh chặn các phương tiện tập kích đường không như máy bay, tên lửa có cánh và tên lửa hành trình. Các phiên bản gần đây, S-300 còn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, máy bay tiêm kích tàng hình các mục tiêu bay thấp. S-300 với radar tiên tiến cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó. Tên lửa S-300 có chiều dài 7,5m, đường kính khoảng 0,51m, nặng khoảng 1.500kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn, có sức nổ phân mảnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu. Tùy thuộc vào biến thể cũng như sửa đổi cụ thể, tên lửa có phạm vi hoạt động khác nhau. Thông thường, một tên lửa tiêu chuẩn sẽ có tầm bắn khoảng 75 km, tốc độ bay đạt Mach 4, cho phép đánh chặn các mối đe dọa di chuyển nhanh trên không. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự thế giới, S-300 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn hiệu quả nhất thế giới hiện nay. Các biến thể của S-300 được chia thành dòng P, phòng không mặt đất, dòng V, đánh chặn tên lửa hành trình, dòng F, phòng không trên tàu. Các nhà phân tích quân sự cũng chỉ ra rằng việc Nga sử dụng các tên lửa đất đối không S-300 cho các cuộc tấn công trên bộ ở Ukraine không đơn thuần chỉ là việc thay đổi chiến thuật quân sự. Điều này ít nhiều cũng liên quan đến kho dự trữ tên lửa của Nga đang ngày càng cạn kiệt. Cuộc xung đột kéo dài và tỷ lệ sử dụng tên lửa cao có thể dẫn đến sự cạn kiệt kho tên lửa đất đối đất của Nga. Trong bối cảnh này, việc Nga sửa đổi tên lửa đất đối không để tấn công mặt đất có thể được coi là giải pháp khắc phục những hạn chế này. Ông Vadim Sukharevsky, chỉ huy lực lượng máy bay không người lái UAV Ukraine cho biết, Ukraine có khả năng vượt qua Nga về số lượng máy bay không người lái. Ông Vadim Sukharevsky cho biết thêm, Kiev hiện đang tăng cường cung cấp máy bay không người lái cho quân đội. Cụ thể, Ukraine nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất máy bay không người lái nội địa, đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 triệu UAV trong năm 2024. Trong nửa đầu năm nay, quân đội Ukraine đã nhận được số máy bay không người lái nhiều gấp 6 lần so với năm ngoái. Theo ông Vadim Sukharevsky, Ukraine thời điểm hiện tại có hơn 165 loại máy bay không người lái đang được thử nghiệm và sử dụng trên chiến trường. Ngoài ra, một số công ty khởi nghiệp tại Ukraine đang thúc đẩy phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ điều khiển phi đội thiết bị bay không người lái, drone. Ukraine hy vọng triển khai các thiết bị bay không người lái có tích hợp AI ở tiền tuyến sẽ giúp nước này khắc phục tình trạng nhiễu tín hiệu nước này cũng kỳ vọng các drone tích hợp ai sẽ cho phép các uav có thể hoạt động cùng lúc theo một nhóm lớn hơn quá trình phát triển drone ai ở ukraine tập trung vào ba vấn đề chính gồm phát triển các hệ thống hình ảnh giúp xác định mục tiêu và điều khiển drone nhắm vào đúng mục tiêu lập bản đồ địa hình để dẫn đường cho các thiết bị khác cũng như phát triển các chương trình phức tạp hơn kết nối các uav hoạt động trong cùng nhóm một trong những công ty tiên phong là swammer đang phát triển phần mềm kết nối các thiết bị bay không người lái thành một mạng lưới. Quyết định có thể được thực hiện ngay lập tức trên toàn bộ nhóm, trong khi con người chỉ can thiệp để phê duyệt các cuộc tấn công tự động. Giám đốc điều hành Swammer, Shahi Kuprienko cho biết, con người gần như không thể quản lý một nhóm gồm 10 hoặc 20 thiết bị bay không người lái hoặc robot. Vì thế, việc cố gắng mở rộng quy mô của phi đội drone sẽ không hiệu quả nếu người điều khiển chúng vẫn là con người. Theo ông Kuprienko, các phi công thường phải chật vật mỗi khi điều khiển tối thiểu 5 chiếc drone cùng lúc. Trong khi đó, công nghệ AI có thể xử lý cùng lúc hàng trăm chiếc drone, vượt trội khả năng con người. Hệ thống quản lý drone bằng AI này có tên là Stick, có thể điều khiển mạng lưới các drone trinh sát và drone tấn công với mọi kích thước từ bé đến lớn, và đặc biệt là hoạt động cả trên không và trên mặt đất. Mỗi thiết bị bay không người lái đều có thể tự lập kế hoạch di chuyển và phán đoán hành vi của những thiết bị khác trong nhóm. Ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động, ông Kuprienko cho biết, việc tự động hóa các drone bằng AI sẽ giúp bảo vệ những người điều khiển thiết bị bay không người lái hoạt động gần tiền tuyến. Tuy nhiên, công nghệ của Swarmer vẫn đang được phát triển và mới chỉ được thử nghiệm trên thực địa ở quy mô hạn chế. Vừa qua, Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ba Lan đã nhất trí đẩy nhanh việc chuyển giao máy bay tiêm kích F-16 cho Kiev sau cuộc hội đàm giữa ông với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Trên nền tảng xã hội X, Tổng thống Zelensky nêu rõ, chúng tôi đã nhận được quyết định tích cực từ chính phủ Ba Lan về một vấn đề cụ thể. Điều này sẽ cho phép Ukraine tiếp nhận máy bay F-16 sớm hơn. Trước đó, ông Zelensky cho hay các máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa chuyển cho Kiev dự kiến bàn giao vào mùa hè này vẫn chưa được chuyển đến. Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, nhà lãnh đạo nói, 18 tháng đã trôi qua và các máy bay chiến đấu vẫn chưa đến được với chúng tôi cơ quan báo chí Nhà Trắng từng công bố tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ, trong đó nêu rõ các nước phương Tây có kế hoạch cung cấp cho Ukraine các phi đội máy bay chiến đấu F-16. Phi công quốc gia Đông Âu có thể sử dụng F-16 vào mùa hè này và quá trình chuyển giao máy bay đã bắt đầu. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc cung cấp vũ khí mới cho Kiev, trong đó có F-16, sẽ không làm thay đổi tình hình ở mặt trận mà sẽ khiến xung đột kéo dài. Bên cạnh đó, tỉnh trưởng Kherson do Nga chỉ định Vladimir Sando nhận định binh sĩ Nga từng phá hủy nhiều loại chiến cơ của Ukraine và sẽ làm tương tự với F-16. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sando trong một cuộc phỏng vấn rằng việc phương Tây cung cấp các chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine giống như các lô viện trợ vũ khí trước đây sẽ chẳng thể thay đổi cục diện. Ông Sando nhận xét, tôi nghĩ không có gì đặc biệt giữa F-16 và nhiều thứ vũ khí khác phương Tây đã cung cấp cho Ukraine. Những chiến cơ đó không tốt hơn các máy bay chiến đấu MiG-29, loại mà Ukraine đang thiếu hụt. Các binh sĩ Nga đã phá hủy tất cả những loại máy bay chiến đấu của đối phương và sẽ làm điều tương tự với F-16. Theo hãng thông tấn TASS, nhận xét trên được tình trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo ba nước Mỹ, Hà Lan và Đan Mạch gần đây tuyên bố các quốc gia phương Tây tiếp tục kế hoạch cung cấp cho Ukraine các phi đội F-16 và phi công quân sự Kiev có thể sẽ sử dụng các chiến cơ đó sớm nhất là trong hè này. Liên quan tới tình hình trên thực địa, trên Telegram, người đứng đầu tỉnh Kursk thuộc Nga, ông Alexei Semenov cho hay lực lượng phòng không ADF đã bắn hạ 11 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine ở khu vực này. Trang quân sự Defense gạch ngang ua.com dẫn bài đăng trên mạng xã hội của phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmitro Pelitenchuk viết rằng thành phố Odessa từng là mục tiêu của hàng loạt cuộc tấn công đạn đạo tầm xa có hệ thống từ phía Nga. Tuy nhiên nơi này hiện đã có một chiếc ô phòng thủ tên lửa đạn đạo tên lửa đạn đạo Iskander của đối phương nhằm vào Odessa hôm 18 tháng 7 đã bị bắn hạ thành công và đây là sự kiện đáng chú ý. Trước đây, một số tên lửa của đối phương đã tấn công hạ tầng tại cảng Odessa của chúng tôi. Quan chức chắc viết như vậy. Trang Defense gạch ngang UA.com sau đó đã trích dẫn một số đoạn video đăng trên Telegram cho thấy một vật thể không xác định đã bị bắn hạ trên bầu trời Odessa. Các chuyên gia làm việc cho trang quân sự này nhận định loại khí tài được quân đội Ukraine sử dụng trong đoạn video trên có khả năng là hệ thống Patriot hoặc tổ hợp phòng không Samt Thành phố Odessa là một phần trong huyết mạch thương mại quan trọng nhất của Ukraina, bởi các cảng ở đây cùng hệ thống cảng dọc biển Đen là cửa ngõ quan trọng để xuất khẩu 70% nông sản của nước này trước chiến sự và cũng là căn cứ chính của hải quân nước này trước khi nổ ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraina, đây luôn được xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Moscow. Một chỉ huy hải quân Ukraina cho hay Nga đã phóng hơn 880 máy bay không người lái UAV tấn công và hơn 170 tên lửa vào cơ sở hạ tầng cảng khu vực Odessa kể từ tháng 7 năm 2023 sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healy khẳng định London sẽ không giúp quân đội Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tờ The Guardian dẫn lời ông Healy nói, chúng tôi đang cung cấp vũ khí cho Ukraine để họ có thể thực hiện việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Dù chúng tôi không loại trừ khả năng Kyiv có thể thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Nga bằng vũ khí do London cung cấp, nhưng các vụ tấn công đó sẽ do binh sĩ Ukraine thực hiện. Theo nhận định của The Guardian, đây không phải là tuyên bố đầu tiên của một thành viên trong nội các thủ tướng Anh, Jeremy Stammer xoay quanh vấn đề Kyiv liệu có thể dùng vũ khí London viện trợ để tập kích lãnh thổ Nga hay không. Ngay bản thân ông Stammer cũng từng khẳng định. Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow, nhưng chỉ với mục đích tự vệ. Mới đây, Ria Novosti đưa tin về vụ nổ đã được ghi nhận ở Lugan. Quân đội Nga ngay lập tức kích hoạt hệ thống phòng không trong khu vực. Với tầm bắn 165 km, tên lửa Atak MS có thể cho phép Ukraine tập kích mục tiêu xa gấp 2 lần so với các loại rocket của pháo phản lực HIMARS và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 mà họ đã được viện trợ. ATAC MS có nhiều biến thể, từ loại với đầu đạn nổ mạnh tới loại mang theo hàng trăm quả đạn con. Ngoài việc cho phép tập kích vị trí của lực lượng Nga ở khoảng cách xa hơn nó, còn khiến đối phương khó đáp trả. Thế nhưng, ba tên lửa ATAC MS do Ukraine phóng đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ và các mảnh vỡ của chúng rơi bên ngoài thành phố Lugan. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự cho biết, hiện nay vẫn chưa có thông tin chính xác hậu quả của cuộc tấn công. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào đêm 18 dạng sáng ngày 19 tháng 7, các hệ thống phòng không Nga đã vô hiệu hóa 19 máy bay không người lái của Ukraine, bao gồm 11 máy bay không người lái ở Vùng Cớt, 3 máy bay không người lái ở Bengrot, 5 máy bay không người lái ở Crimea và Biển Đen. Còn theo thông tin mới đây của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, lực lượng Nga đang nỗ lực xuyên thủng tuyến phòng thủ theo hướng Kramatos. Sau khi lực lượng Nga chiếm được Kalinoka, chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố của quân Ukraine ở sườn phía Bắc. Quân Nga tiếp tục tấn công, vượt ra ngoài kênh Siversky Donetsk, Donbass. Đồng thời, quân đội Nga cũng tiến hành 5 cuộc tấn công khác ở các khu vực Ivanovsky và hướng tới Novomarkov. Hôm 19 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa bản giao cho Kiev vào mùa hè này vẫn chưa được chuyển đến dù 18 tháng đã trôi qua. Trước đó, cơ quan báo chí Nhà Trắng công bố tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ nêu rõ các nước phương Tây có kế hoạch cung cấp cho Ukraine các phi đội máy bay chiến đấu F-16. Phi công Ukraine sẽ có thể sử dụng F-16 vào mùa hè này và quá trình chuyển giao máy bay đã bắt đầu. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh quân đội Ukraine cần những máy bay chiến đấu này để cải thiện khả năng kiểm soát không phận. Theo Tổng thống Zelensky, các máy bay F-16 sẽ giúp AFU ngăn chặn bầu trời. Trước đó, hãng tin Bloomberg đã nêu lý do dẫn đến sự chậm trễ trong việc giao F-16 cho Ukraine. Theo đó, điều này là do rào cản ngôn ngữ giữa phi công Ukraine trong quá trình đào tạo và huấn luyện viên nước ngoài, cũng như các câu hỏi liên quan đến phụ tùng thay thế cho các máy bay F-16. Vào tháng 7 năm 2024, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak tuyên bố rằng AFU cần nhận ngay 130 máy bay chiến đấu F-16 để thay đổi tình hình ở mặt trận trong khi đó, sáng 19 tháng 7, hàng loạt vụ nổ xảy ra ở Kharkov. Phát biểu tại cuộc họp thứ tư của cộng đồng chính trị châu Âu ở London ngày 18 tháng 7, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi các nước phương Tây bắn hạ tên lửa và UAV của Nga trên không phận Ukraine giống như cách họ từng làm với tên lửa và UAV của Iran trong cuộc tấn công gần đây vào Israel. Báo Đức Jay dẫn lời ông Scholz cho hay khi được hỏi về yêu cầu của ông Zelensky rằng tôi đã thấy một sự nhất trí rằng những động thái như vậy không thể xảy ra. Mỹ cũng có lập trường rất rõ ràng về vấn đề này. Trước đó vào cuối tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin và các đồng minh khác không thảo luận về khả năng bắn hạ tên lửa và UAV Nga trên không phận Ukraine bởi điều này đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Zelensky đã ký kết Hiệp ước Hợp tác An ninh 10 năm trước đó vào tháng 7 năm 2024 trong đó bao gồm một điều khoản về cơ chế cho phép họ bắn hạ tên lửa và UAV Nga hướng về phía Ba Lan khi chúng vẫn ở trong không phận Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã bác bỏ ý tưởng này và khẳng định chính quyền Tổng thống Biden không muốn chứng kiến xung đột leo thang. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nhắc lại hôm 15 tháng 7 rằng liên minh quân sự này sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine mà chỉ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để bắn hạ chiến đấu cơ Nga. Hồi đầu tháng 7, Ba Lan và Ukraine đã ký hiệp ước hợp tác an ninh 10 năm, bao gồm một điều khoản về cơ chế cho phép Warsaw bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga đang hướng tới Ba Lan khi chúng ở trong không phận Ukraine. Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã phản đối ý tưởng này, cho biết chính quyền của Tổng thống Biden không muốn thấy xung đột leo thang do Ba Lan bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine. Liên quan đến việc ứng cử viên Tổng thống Donald Trump lựa chọn một người hoài nghi về việc hỗ trợ Kiev làm liên danh tranh cử Tổng thống Mỹ. Tại hội nghị EPC, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh việc Washington duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine là cực kỳ quan trọng. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm nói rõ đây phải là một nỗ lực chung giữa Bắc Mỹ và châu Âu và Washington cho đến nay là đồng minh lớn nhất. Vì vậy, tôi kỳ vọng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Về phía Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh Kiev sẵn sàng hợp tác với bất kỳ chính phủ nào ở Mỹ, dù nói rằng nếu ông Trump tái đắc cử, Công việc sẽ khó khăn. Châu Âu đang phát triển mẫu pháo phản lực tương tự HIMARS, song vượt trội ở một số điểm, được kỳ vọng có thể thành đối thủ cạnh tranh. Euro PULS, mẫu pháo phản lực đặt trên khung gầm xe tải, là dự án hợp tác giữa tập đoàn quốc phòng Pháp, Đức, KNDS và hãng vũ khí Israel, Enbit System. Nó được phát triển từ dòng pháo phản lực hệ thống phóng phổ quát và chính xác, PULS, do Enbit chế tạo hiện được lực lượng phòng vệ Israel IDF và một số nước châu Âu biên chế. Dự án này có thể biến Euro PULS trở thành đối thủ cạnh tranh với tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS, loại vũ khí đã có tuổi đời hàng thập kỷ, song gần đây mới trở nên nổi tiếng nhờ xung đột tại Ukraine. Hai loại pháo này đều được đặt trên khung gầm xe tải, nhưng Euro PULS có trọng lượng lớn hơn nên sử dụng xe 8 bánh, còn HIMARS là xe 6 bánh. Theo KNDS, Tổ hợp pháo Euro PULS có chiều dài 10 m, nặng 3,8 tấn, vận tốc tối đa trên đường bộ là 88 km/h. Nó nặng hơn nhiều so với HIMARS, loại có trọng lượng chiến đấu khoảng 18 tấn. Bù lại, kích thước lớn giúp Euro PULS có thể mang được nhiều rocket hơn. Euro PULS được trang bị hai cụm ống phóng với khả năng khai hỏa 12 rocket trong 60 giây, tùy thuộc vào loại đạn. Trong khi đó, HIMARS chỉ sở hữu một cụm ống phóng có thể chứa 6 rocket GMLRS hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak MS. Giá của Euro PULS chưa được tiết lộ, còn HIMARS có giá gần 5 triệu đô la Mỹ mỗi hệ thống. Theo báo cáo ngân sách năm 2024 của lục quân Mỹ, các nước châu Âu đã biên chế nhiều loại pháo phản lực, không ít trong số đó như pháo LRU của Pháp và Mars 2 của Đức được phát triển dựa trên mẫu pháo phản lực di động bánh xích M270 của Mỹ và sử dụng loại đạn tương tự với tổ hợp này là rocket GLMRs Euro PULS có thể khai hỏa nhiều loại đạn hơn. Theo KNDS, mẫu pháo này có thể sử dụng các loại rocket truyền thống của châu Âu cũng như của pháo PULS do có thể gắn nhiều cụm ống phóng khác nhau. Các lựa chọn bao gồm 18 rocket Akula 122 mm tầm bắn 35 km, 10 rocket Akula 160 mm tầm bắn 40 km bốn rocket tăng tầm extra có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 150 km và hai tên lửa đạn đạo Predator hoặc tầm bắn 300 km có thể gắn hai loại cụm ống phóng khác nhau trên cùng một xe Euro PULS. KNDS và Enbit nhấn mạnh rằng Euro PULS có khả năng phóng tất cả loại rocket cũng như tích hợp được với những mẫu tên lửa sắp tới. Dù vậy, Lockheed Martin, nhà sản xuất pháo HIMARS cho biết Euro PULS sẽ không thể sử dụng rocket GMLRS giống như khí tài của Mỹ. Hiện chưa rõ EuroPULS có khả năng cạnh tranh song phẳng với HIMARS hay không. Trong khi đó, EuroPULS được cho là chiếm ưu thế so với HIMARS về mặt kinh tế, ít nhất là đối với các khách hàng châu Âu. Cầu có nguy cơ vượt xa cung do những hạn chế về tốc độ tăng cường năng lượng sản xuất trên quy mô công nghiệp cũng như nhu cầu lấp đầy và chuyển giao thêm các hệ thống cho Ukraine. James Black, trợ lý giám đốc về quốc phòng tại viện nghiên cứu RAND, chi nhánh châu Âu cho biết thêm rằng một số nước này có thể sẽ cân nhắc phương án thay thế ví dụ mua Euro PULS thay vì HIMARS. Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga mới đây cho biết các kỹ sư nước này đang nỗ lực tăng tầm bắn của các loại bom trên không, đặc biệt là bom FAB-3000. Thông báo của tập đoàn quốc phòng Rostec cho biết, bom 3 tấn FAB-3000 với mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPC đã trở thành vũ khí đáng gờm của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Việc phát triển và chế tạo các phiên bản cải tiến của loại bom này đang được các kỹ sư tiến hành giúp tăng đáng kể tâm bắn cũng như mức độ hủy diệt mục tiêu. Thông tin liên quan đến FAB-3000 được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Nga đã tăng cường sử dụng loại bom này trên chiến trường Ukraine. FAB-3000 có khả năng tấn công các mục tiêu và công trình phòng thủ kiên cố. Tổng khối lượng của bom lên tới 3 tấn. Trong đó trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,4 tấn, chúng đủ sức phá hủy những công trình nằm sâu dưới lòng đất. Việc tăng tầm tác chiến của bom FAB-3000 sẽ cho phép không quân Nga tấn công mục tiêu nằm ở khoảng cách xa đáng kể so với tiền tuyến. Điều này sẽ mang lại sự linh hoạt và an toàn về mặt chiến thuật cao hơn cho phi công. Được cải tiến với các mô-đun điều chỉnh và lập kế hoạch chung UMPK, bản sao của mô-đun JDAMer do Mỹ sản xuất. FAB-3000 đã được biến đổi thành một thiết bị nổ có độ chính xác cao và cực kỳ mạnh mẽ. Nó còn giúp mở rộng phạm vi hoạt động một cách đáng kể bằng cách bổ sung thêm bộ cánh, cho phép lướt tới mục tiêu từ khoảng cách xa hơn. Với tổng khối lượng 3.000 kg, trong đó thuốc nổ chiếm đến gần 1.500 kg, FAB-3000 là một trong những quả bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong kho khí tài của Nga. FAB-3000 UMPC hiện có tầm bắn 50 đến 60 km, chưa rõ Nga có ý định tăng tầm bắn của loại bom này như thế nào. Tuy nhiên, theo Eurasian Times, việc tích hợp một động cơ phản lực cánh quạt nhỏ vào bộ thiết bị lượn UMPC sẽ là một giải pháp hợp lý. Sửa đổi như vậy sẽ không gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật, thậm chí nó sẽ làm tăng tầm bắn của một quả bom lên đáng kể, có thể tới hàng trăm km. Tùy thuộc vào hiệu suất của động cơ phản lực cánh quạt, quả bom có thể bay được hơn 200 km. Giải pháp này cũng có một nhược điểm, việc sử dụng động cơ phản lực sẽ làm tăng tín hiệu của quả bom trên màn hình radar đối phương khiến nó dễ bị đánh chặn hơn. Thay vì động cơ phản lực cánh quạt, các kỹ sư Nga cũng có thể làm tăng tầm bắn của FAB-3000 bằng cách tích hợp động cơ tên lửa cỡ nhỏ để đẩy quả bom lên độ cao lớn hơn và tốc độ cao hơn trước khi nó rơi xuống. Theo chuyên gia quân sự Jevgeny Damanshev, một cách khác có thể tăng tầm bắn của bom FAB-3000 là nhờ vào tiêm kích Su-34 NVO phi công lái Su-34NVO bay lên độ cao khoảng 14.500 đến 15.500 m và thả bom F-3000 ở tốc độ siêu thanh với phần mũi máy bay trích lên trên. Động tác này có thể mở rộng tầm bay của bom lên 70 đến 80 km. Tuy nhiên, giải pháp như vậy cũng đi kèm với những rủi ro. Su-34NVO có thể trở thành mục tiêu của hệ thống phòng không Patriot PAC-2 Gem TC ở Ukraine. Bên cạnh đó, để thành thạo các kỹ thuật nói trên, phi công cần phải được đào tạo và thực hành rộng rãi để đảm bảo an toàn và chính xác. Tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt siêu bom FAB-3000 có trọng lượng 3 tấn, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự nước này. Theo hãng thông tấn TASS, mới đây không quân Nga đã thực hiện các cuộc tấn công ở khu vực Malaya Tokmakka và Novo Danilovka nhằm vào các trạm điều khiển máy bay không người lái tầm trung với tầm bay lên tới 20 km. Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 33 UAV ở Crimea và 2 UAV ở khu vực Prians và một số trạm điều khiển. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 10 USV lao về phía thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy trên biển đen. Đây là thành công đáng chú ý vì những máy bay không người lái do các trạm này vận hành đã làm chậm bước tiến của quân đội Nga theo hướng Orekhovo. Cường độ sử dụng máy bay không người lái của quân đội Ukraine đã giảm đáng kể sau cuộc tấn công Bên cạnh đó, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí đóng quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở Volchansk. Theo đó, 7 quả bom FAB được trang bị mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPC đã tập kích chính xác các mục tiêu quân sự, làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Ông Vadim Sukharevsky, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine cho biết, quân đội nước này hiện không thua kém thậm chí còn hơn Nga về số lượng máy bay không người lái. Ông Sukarevsky nói: "Chỉ trong hai quý đầu năm nay, chúng tôi đã cung cấp cho quân đội của mình số máy bay không người lái nhiều gấp 6 lần so với cả năm ngoái. Đây là thành tích chung của cả Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng." Ông Sukarevsky cho biết thêm: "Rõ ràng là chúng tôi giỏi hơn trong việc lựa chọn máy bay không người lái và điều khiển chúng. Chúng tôi đã phát triển hơn 165 máy bay không người lái thuộc nhiều loại khác nhau." hiện đang được thử nghiệm và sử dụng trên chiến trường. Rõ ràng là chúng tôi không thua về số lượng máy bay không người lái, thậm chí chúng tôi còn vượt họ. Nếu có một người trên thế giới, và người này là ông Donald Trump, có thể chấm dứt cuộc xung đột trong 24 giờ thì vấn đề đặt ra là cái giá phải trả là bao nhiêu. Tôi không có ý nói rằng ý tưởng của ông ấy là ép chúng tôi phải trả giá, nhưng nếu ông ấy muốn làm điều đó trong vòng 24 giờ, cách đơn giản là buộc chúng tôi phải trả giá. Đó là nghi vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky khi nói về giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong một ngày của ứng cử viên tiềm năng Donald Trump nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông Trump cũng từng cho biết sẽ kết thúc cuộc xung đột ngay cả trước lễ nhậm chức vào tháng 1, dù không nêu rõ cách thức. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine có lý do để hỏi về cái giá mà nước này phải trả cho một giải pháp như vậy, đặc biệt là khi ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ song hành cùng ông Trump là Thượng nghị sĩ Zedivan. Ông Van hồi tháng 2 vừa qua đã thẳng thắn phản đối tăng cường viện trợ cho Ukraine, nhận định rằng Nga không gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu và Mỹ, cũng như châu Âu không thể cung cấp đủ đạn dược để đánh bại Nga ở Ukraine. Ông cũng từng cho rằng các ưu tiên chiến lược của Mỹ phải nằm nhiều hơn ở châu Á và Trung Đông. Có lẽ vì lo ngại về sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine trong tương lai, Tổng thống Ukraina hôm nay có kế hoạch điện đàm với ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và thời gian vẫn đang phụ thuộc vào lịch trình vận động tranh cử của ông Trump. Cùng ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đặt câu hỏi về giải pháp hòa bình 24 giờ của ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa. Bà Maria Zakharova cho biết tuyên bố này cần được xem xét một cách thực tế. Trước đó, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia cũng cho rằng cuộc xung đột Ukraina không thể được giải quyết chỉ trong một ngày. Cuộc khủng hoảng Ukraina không thể được giải quyết trong một ngày, đó là ý kiến chủ quan. Tổng thống Putin gần đây đã nói, "Chúng tôi đang ở đâu trong cuộc khủng hoảng Ukraina? Vốn đã có cơ hội được giải quyết vào tháng 4 năm 2022 tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã tiến rất gần đến một thỏa thuận, nhưng các nhà tài trợ phương Tây của Ukraina đã can thiệp, đặc biệt là lãnh đạo Anh, khi đó đã yêu cầu Ukraina phải tiếp tục xung đột với Nga." Trước đó, trong một bài phát biểu nhận đề cử đảng Cộng Hòa. Ông Donald Trump một lần nữa cho rằng các cuộc giao tranh bên ngoài lãnh thổ Mỹ sẽ không xảy ra nếu ông đang là Tổng thống Mỹ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng xung đột sẽ không xảy ra nếu ông thắng cử vào năm 2020. Ông cũng tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, không đưa ra được giải pháp cụ thể. Tôi biết rất rõ về ông Zelensky và tôi cũng biết rất rõ về ông Putin, tôi đã có một mối quan hệ rất tốt với cả hai người họ. Tôi sẽ nói với ông Zelensky rằng ông sẽ phải thực hiện một thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu ông không thực hiện một thỏa thuận, chúng tôi sẽ cho ông ấy, ông Zelensky nhiều thứ. Chúng ta sẽ mang đến cho họ nhiều hơn những gì họ từng có nếu chúng ta phải làm. Tôi sẽ hoàn tất thỏa thuận trong một ngày. Ông Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5. Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gửi thiết bị vô hiệu hóa tới Ukraine. Tướng về hưu của lực lượng vũ trang Ukraine, Sergei Krivonos, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Newsroom. Thảo luận với kênh Newsroom về tình hình cuộc chiến, ông Krivonos nói, NATO hiện đã bắt đầu giữ lại tất cả các thiết bị của mình bởi vì họ đã đổ tất cả những thứ rác rưởi mà họ có, bao gồm cả việc đổ vào chúng tôi. Theo vị tướng này, kết quả là người Ukraine thậm chí đã từ chối một phần nguồn cung cấp và họ cố gắng đưa ít nhiều các thiết bị bình thường và trật tự ông Krivonos cho biết những thứ không thể khôi phục được đã được trả lại. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington vào ngày 10 tháng 7, các nước thành viên liên minh này đã đưa ra cái gọi là gói hỗ trợ đáng kể như lời của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho Ukraine. Thứ nhất, NATO sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn từ Mỹ trong việc điều phối đào tạo và cung cấp vũ khí cho Ukraine bằng cách thiết lập một bộ chỉ huy tập trung. Động thái này nhằm bảo vệ nguồn cung vũ khí cho Kiev trước khả năng ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Sự thay đổi này đồng nghĩa sẽ có hàng trăm quân nhân từ các nước thành viên NATO đến đồn trú tại một căn cứ ở Đức và các trung tâm quan trọng dọc theo sườn phía đông của Liên minh quân sự NATO. Thứ hai, các nước thành viên NATO đã cam kết duy trì hỗ trợ cho Ukraine thêm một năm nữa với mức hỗ trợ mà họ đã thực hiện kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, tối thiểu là 40 tỷ euro, khoảng 43 tỷ đô la Mỹ. Theo tuyên bố từ hội nghị, thông qua các khoản đóng góp theo tỷ lệ, các nước đồng minh dự định cung cấp khoản tài trợ cơ bản tối thiểu là 40 tỷ euro trong năm tới và cung cấp mức hỗ trợ an ninh bền vững để Ukraine có thể thắng thế. Thứ ba là cam kết về con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên NATO. NATO đã không trao cho Ukraine thứ mà nước này thực sự muốn, lời mời rõ ràng để gia nhập liên minh trong tương lai gần. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành thành viên khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Để khích lệ Ukraine các nhà lãnh đạo đã nhất trí nói rằng con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine là không thể đảo ngược. Thứ tư là cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Đức, Italia, Hà Lan và Rumani đã ra tuyên bố chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 9 tháng 7, thông báo sẽ chuyển thêm hệ thống Patriot và các hệ thống phòng không chiến lược khác cho Kiev. Thứ năm là chuyển các tiêm kích tới Ukraine, Mỹ, Hà Lan và Đan Mạch thông báo việc chuyển giao tiêm kích chiến đấu F-16 cho Ukraine vốn đã hứa hẹn từ lâu. Hiện đang diễn ra và chúng sẽ hoạt động trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này. Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine do Washington và các đồng minh kích động hiện đang bị họ cố tình kéo dài. Cục diện chiến sự tại Trung Đông tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi hàng loạt nhóm vũ trang khu vực ngày 19 tháng 7 đồng loạt tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công tầm xa dồn dập vào sâu bên trong lãnh thổ Israel. Đáng chú ý nhất trong số các cuộc tập kích vào lãnh thổ Israel trong 24 giờ qua là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành vào thành phố Tel Aviv, miền trung Israel, khiến ít nhất một người chết và một số người khác bị thương. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đánh giá đây là cuộc tập kích nghiêm trọng nhất trong số các cuộc tấn công mà nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn tiến hành chống Israel kể từ khi bùng phát xung đột tại giải Gaza đầu tháng 10 năm 2023, lực lượng hậu thi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công mà họ nói là nhằm ủng hộ người dân Palestine bị áp bức và các chiến binh của họ, cũng như để đáp trả cuộc tấn công đang diễn ra của Israel vào Gaza. Các quan chức y tế Gaza cho biết gần 39.000 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel tấn công vào giải đất ven biển này. Hậu thi cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng loại máy bay không người lái mới có khả năng vượt qua hệ thống đánh chặn của đối phương. Đồng thời cho rằng radar không thể phát hiện ra UAV này. Houthi khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động tấn công cho đến khi cuộc chiến của Israel ở Gaza kết thúc. Theo IDF, trong hơn 9 tháng qua, Houthi đã bắn hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái tấn công Israel. Phần lớn số vũ khí của Houthi đã bị lực lượng Mỹ tại khu vực và hệ thống phòng không Israel đánh chặn trước khi chúng tiến vào không phận Israel. Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng Hezbollah ở Liban đã bắn khoảng 65 quả tên lửa vào hàng loạt khu dân cư ở phía bắc Israel, trong đó có Abirim, Nevezib và Manot. Phần lớn số tên lửa của Hezbollah bị hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đánh chặn. Số còn lại rơi vào các khu vực chống chảy và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Trong một thông báo, Hezbollah khẳng định các đợt tập kích tên lửa vào Israel là để đáp trả loạt cuộc không kích của không quân Israel vào miền nam Liban một ngày trước đó, khiến một chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng. Vài giờ sau cuộc tấn công của Hezbollah, tổ chức thánh chiến mang tên các nhóm vũ trang Iraq tối qua cũng tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích tên lửa tầm xa và thành phố cảng Hai Pha của Israel. Nhóm vũ trang Iraq khẳng định mục tiêu bị tấn công ở Hai Pha là một cơ sở quân sự, song không công bố chi tiết. Quân đội Israel cũng chưa xác nhận việc xảy ra cuộc tấn công này. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, việc các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt đồng loạt mở các cuộc tấn công vào Israel là nhằm gây sức ép buộc thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận tiến tới thỏa thuận ngừng bắn mới tại Gaza trước khi lên đường thăm Mỹ trong tuần tới. Về chuyến thăm này truyền thông israel và khu vực cho biết tiến trình đàm phán về lệnh ngừng bắn mới tại gaza cùng các vấn đề liên quan nằm trong số những nghị sự thảo luận trọng tâm giữa thủ tướng israel với lãnh đạo mỹ trong đó dự kiến có tổng thống joe biden và có thể là cả cựu tổng thống mỹ donald trump ứng cử viên chính thức của đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ tới đây